lưu lại một số kết quả quan trọng nhé, tức là nó cần thiết cho cái việc mà mình sử dụng để mình kết luận về cái khoảng ước lượng cho hàm lượng glucose trung bình hoặc là hàm lượng men ALT trung bình. Nói chung là cái yêu cầu 3.1 thứ nhất và thứ hai, cái đầu dòng thứ nhất và cái tương thứ hai thì chẳng qua là mấy bạn ôn lại về cái phần mềm SPSS nhá, vì cái đó khi mình thực hành về SPSS là mình đã có làm rồi nhá. Nhưng mà cái yêu cầu 3.1 thì các đầu dòng thứ ba thì nó mới là liên quan tới cái thực hành của thống kê, tức là bạn sử dụng cả lý thuyết về ước lượng tham số của thống kê để bạn giải thích xem thử là cái khoảng tin cậy mà máy là xác định ra như vậy với một cái đáp số là cái khoảng AB là chẳng hạn, đúng không, thì nó có phải là một cái khoảng tin cậy mà hợp lý hay không, tức là mình có chấp nhận được để mình kết luận rằng là hàm lượng glucose trung bình trong máu của người bình thường khỏe mạnh là với độ tin cậy 95% thì nó nằm trong cái khoảng AB đã xác định hay không, hay tương tự như vậy với độ tin cậy 95% thì cái khoảng ước lượng cho hàm lượng men ALT trung bình của người viêm gan B có thể kết luận là nó nằm trong cái ngưỡng AB mà mình vừa tính nói không, tức là bạn phải đi lý giải đấy nhá. Mà muốn lý giải cái kết luận mà máy nó tính á là hợp lý hay không hợp lý thì mình phải sử dụng cái lý thuyết về thống kê liên quan tới ước lượng tham số, mình phải sử dụng đấy, cái lý thuyết thống kê để mình lý giải, mình giải thích. À, như vậy cái gạch đầu dòng thứ ba của cái yêu cầu 3.1 thì nó liên quan tới cái phần cái mục tiêu chính của thực hành thống kê là ở đó. Còn cái yêu cầu 3.1 và hai cái gạch đầu dòng đầu tiên thì xem như là mình ôn lại về cái phần mềm SPSS, và cái phần mềm SPSS của tin ứng dụng thì nó là hỗ trợ cho cái phần mà mình sử dụng đấy, sử dụng cái phần mềm để mà có thể giải quyết các cái bài toán thống kê một cách hiệu quả nhất. Như vậy cái mục tiêu chính của mình không phải là cái mình sử dụng dữ liệu trên phần mềm mà nó chỉ là một cái bước đầu tiên, nó hỗ trợ cho cái việc mà mình thực hành về thống kê. Được chưa? Và mục tiêu của thực hành thống kê thì như cô đã nói ở cái buổi đầu tiên là gì? Mình sẽ sử dụng phần mềm đấy, để hỗ trợ cho cái việc giải quyết các cái bài toán thống kê. À, bây giờ một bạn trình bày cho cô xem thử là mình xác định cái khoảng tin cậy trên FPSS ra được là bằng bao nhiêu và mình thực hiện nó như thế nào. Chia sẻ luôn cái màn hình FPSS của mình luôn. Đấy. Rồi sau đó là tức là mình làm cái yêu cầu 3.1 gạch đầu dòng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ hai. Rồi sau đó là mình sẽ trao đổi với một bạn sẽ trình bày cái mà thực hiện suy luận thống kê, tức là cái yêu cầu 3.1 ở gạch đầu dòng thứ ba sau. Đấy.
Hôm mới bên chiều nữa. Dạ. Em chia sẻ cái màn hình của mình đi. Dạ, cô thấy chưa cô? Rồi, thầy rồi. À, dạ, đầu tiên thì ta sẽ vào Analyze, chọn Combining và chọn One Simple T-Test. Sau đó thì ta sẽ đưa biến glucose vào một test variable. Ở test value thì ta nhập số 0. Trong option thì ta để cái này là 95% ạ. Sau đó là nhấn OK. Trong màn hình output thì ta sẽ đưa ra các cái mô tả và các cái kết luận, đó là mẫu nghiên cứu này sẽ gồm có 100 người với biến nghiên cứu là hàm lượng glucose trung bình của 100 người bình thường trong mẫu dữ liệu đó là 100,05 mg phần trăm, và các giá trị về hàm lượng glucose lệch so với giá trị trung bình đó là 10,39. Và trong cái kết quả ở ở ở bảng One Sample Test thì ta sẽ thấy đó là với khoảng tin cậy là 95% thì hàm lượng glucose trung bình của người khỏe mạnh sẽ dao động từ 97,99 đến 102,11 mg phần trăm. Rồi, rồi, còn em Em rồi làm em luôn làm cái luôn nó ADT luôn này. đi. Dạ thưa cô, thì ta cũng sẽ làm tương tự là sẽ vào Analyze, chọn Combining và One Simple T-Test. Sau đó thì ta sẽ đưa biến ALT viêm gan vào như này và cũng nhấn Option và chọn 95% ạ. Dạ, sau đó thì ta cũng sẽ đưa ra các cái nhận xét và mô tả, đó là mẫu nghiên cứu này sẽ gồm có 30 người, biến nghiên cứu là hàm lượng men ALT, hàm lượng trung bình của 30 người viêm gan trong mẫu dữ liệu là 301,83. Các giá trị về hàm lượng ALT sẽ lệch so với giá trị trung bình đó là 363,94. Và ở bảng One Sample Test thì ta sẽ nhận được với khoảng tin cậy là 95%, thì hàm lượng ALT ở người viêm gan là 165,94 đến 437,73. Như vậy là em trình bày xong hai cái yêu cầu 3.1 gạch đầu dòng thứ nhất và thứ hai đúng không? Tức là vấn đề là em thực hiện trên FPSS là bạn đi xác định cái khoản tin cậy bằng cái nói chung là có nhiều cách để tính được chưa? Và ở đây bạn sử dụng cái test on sample t-test, trong đó nó có cái đi xác định 95% cho cái khoản tin cậy. Và thực hiện trên FPSS ở đây là bạn chỉ thực hiện để việc bạn đi xác định khoản tin cậy. Rồi, mấy bạn khác cho ý kiến. Thứ nhất là xác định ra cái đáp số khoản tin cậy như vậy. Được không? Còn cách nào khác không? Được không này này? Ra cái đáp số là 97, một cái cho hàm lượng men ALT trung bình là 97 phẩy mấy đó, 97,99 hả, 97,99 với 102,11, như bạn tính ra như vậy. Nhưng mấy bạn khác cho ý kiến. Thứ nhất là trả lời cho cô xem thử là bạn xác định cái khoản tin cậy ra đáp số 97,99 với 102,11 cho cái hàm lượng gluco trung bình á bằng FPSS á, thì xác định như vậy được không rồi bạn ạ? Câu hỏi rồi cái bạn vì sao được, cho mình chưa nói là cái khoản đó nó có hợp lý không hợp lý thì mình chưa 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 nói đến nhá. Nhưng mà nói là mình sử dụng, bạn sử dụng cái lệnh on sample t-test để bạn xác định ra được cái khoản tin cậy cho hàm lượng gluco trung bình
là bằng 97,99 với 102,11. Theo cái cách như vậy thì có được hay không? Đầu tiên mấy bạn trả lời cho cô là xác định theo cách như vậy là được hay không? Được hay không được cái này. Rồi, cô mời bạn Việt Hùng đó thì giải thích sẽ là. Cô em nói ngắn lại. Ừ, nghe, cô nói đi. Cô là em nghĩ là bạn phải kiểm tra tính chuẩn của điện tuyệt mạng. Cho mình xác định cái Tức là cần phải kiểm tra tính chuẩn rồi, nhưng mà nếu như mà ngoài cái kiểm tra tính chuẩn thì không cần phải dùng cái lần này này, nhưng mà nếu như dùng cái lần này để mà xác định cái khoảng tin cậy thì có được không? dạ được. Được phải không? Rồi còn cách nào khác không? Còn cách nào khác để xác định ra cái khoảng 97,99 với 102,11 nữa không? Em chưa nghĩ ra. Bạn tính ra ra như vậy là tính theo cái cách này cũng được. Thì thực ra cô giải thích là nếu như tính để chỉ cần tính cái đáp số á, là 97,99 với 102,11 á, mà sử dụng nghiệm văn sát phô tê test này để tính á, thì cũng được. Cũng được nha. Là bởi vì ở đây là 95% cho cái khoảng tin cậy ấy, cho cái sự khác biệt trung bình. Tức là thực ra cái lệnh on sample t-test là cái liên quan tới kiểm định giả thuyết của chương 5. Còn ở đây mình đang làm cái bài thực hành của chương 4 thôi. Có nghĩa là xem như mình mới dừng lại ở cái ước lượng tham số chứ chưa phải là mình tới cái kiểm định giả thuyết. Thế nhưng mà gì? Bạn dùng cái này thì cũng có thể chấp nhận được. Là bởi vì sao? Bởi vì là gì? Trong cái on sample t-test thì nó tính luôn cho mình cái khoảng tin cậy cho cái sự khác biệt về trung bình mà so sánh với gì, ở đây bạn phải đi so sánh một trung bình với một hằng số khác không, mà đi so sánh với một hằng số bằng không thì xem như là mình đi xác định cho cái khoảng tin cậy cho trung bình thôi, mu với mu không, mà ở đây mu không bằng không, tức là bạn nhập cái value là bằng không, có nghĩa là bạn đi so sánh cái sự khác biệt của trung bình mà trừ đi, tức là trung bình mu mà trừ đi không, và cái khoảng tin cậy cho cái hiệu số đó, mu trừ đi không thì chính là mu thôi. Thì có nghĩa là cái cách tính ấy, để mà ra được cái đáp số 97,99 và 102,11 theo cái cách này thì cũng được, được chưa? Được ạ. Thế nhưng mà bạn Việt là có giải thích là phải đi kiểm tra tính chuẩn ạ. Rồi bây giờ cô đặt thêm câu hỏi thứ hai nữa là gì? Thì làm theo cách này được, nhưng mà nếu giả sử mình chưa học cái bài toán mà liên quan tới kiểm định giả thuyết, tức là mình chưa biết gì đến cái lệnh on sample t-test chẳng hạn, thì mình có cách nào để mình xác định khoảng tin cậy nữa không? Nhưng mà sẽ có đó, phải có chứ. Vâng, trong thời điểm này. Ừ, ông Việt nói đi. Thì cô dùng lệnh explore. Explore đúng không? Trong explore thì nó sẽ có cái xác định cho mình ngay nơi cái bảng thống kê mô tả descriptive một cái khoảng tin cậy lao bao up bao đó. Đúng chưa? Đó. Rồi. Rồi như vậy Việt nói là sẽ phải kiểm tra tính chuẩn nữa. Rồi rồi thì bây giờ Việt trình bày lại của xem. Trình bày lại cái cách hai cái yêu cầu 3.1 gạch đầu dòng thứ nhất và gạch đầu dòng thứ hai, tức là trình bày các cái bước mà mình thực hiện trên SPSS khi mình xác định khoảng tin cậy. Đó. Và em chia sẻ màn hình giống như Diệu khi nãy á. Rồi mình sẽ sử dụng cái suy luận thống kê để mình xác định sao. Tuy nhiên này phải có cần phải thực hiện cái phân phối chuẩn làm chi. Rồi thì cái nó sẽ quay lại cái phần lý thuyết thống kê thì mình sẽ lý giải nha. Tức là ở cái yêu cầu 3.1 mà gạch đầu dòng thứ ba thực hiện suy luận thống kê thì mình sẽ lý giải thích cái việc vì sao mình lại phải trên SPSS là mình không không những là làm cái công việc mà đi xác định khoảng tin cậy mà mình lại phải còn làm thêm cái việc kiểm tra tính chuẩn làm cái chi nhá. Thì cái nữa mình sẽ phải sử dụng lý thuyết thống kê về ước lượng khoảng tin cậy, mình sẽ giải thích được. Rồi chuyện Việt trình bày đi. Có thể nghe được. Ừ thấy. Đến là vào analyze. Rồi. Ừ. Explore. Explore. Đưa global user vào dependent list. Rồi.
nên là họ không kiểm lắm cắm Rồi, ok. nên Plus. mình nhận Ừ. Normal, đúng không? Ok. Ở đây là ở bạn này là mình để kiểm tra tính chuẩn À, là rồi. ta có 100 lượng Chuẩn 50 mẫu 100. người ta đọc ở bên đây. Đây là xi bằng 0,2 là lượng 0,05 nên là biến glucose có tính chuẩn. Còn ở đây là có tin cậy lao vào báo và báo. Rồi, đó, đó. Đó, như vậy là nói chung lại là đi. Ờ, cái yêu cầu 3.1 thì về thao tác thực hiện là mấy bạn, cái yêu cầu 3.1 là đầu dòng thứ nhất mấy bạn sẽ trình bày này, cái hai cái công việc chính mà mình sẽ thực hiện trên SPSS là gì. Thứ nhất là mình xác định khoảng tin cậy, và thứ hai là mình phải kiểm tra tính chuẩn của cái biến hàm lượng gluco trong máu của người bình thường phải mạnh, tức là kiểm tra tính chuẩn ở đây tức là mình phải test phân phối chuẩn để xem thử là gì, cái mẫu số liệu này nó có phải rút ra được một từ một tổng thể mà tổng thể đó nó cũng thỏa mãn phân phối chuẩn hay không. Đó. Tức là mình phải đánh giá phân phối chuẩn mà về mặt tổng thể, giống như trong cái lý thuyết về thống kê mà ước lượng hay kiểm định cho trung bình đó, thường thường mình về lý thuyết mình này này, giả sử x là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn thì x ở đây nó là một cái biến ngẫu nhiên của tổng thể chứ không phải là nó là phân phối của mẫu thực nghiệm. Cho nên là không phải phân phối của mẫu thực nghiệm thì mình thể sử dụng biểu đồ hay là những cái số skewness gluconic để mình đánh giá nó chuẩn hay không chuẩn được, mà mình phải chạy cái test, được chưa? Như vậy trong cái yêu cầu 3.1 gạch đầu dòng thứ nhất mấy bạn phải nhấn mạnh cho hai hai việc, tức là yêu cầu là gì, hãy nêu các cái hãy gì, hãy xử lý dữ liệu bằng phần mềm, đặc biệt ở đây là phải nắm được các cái thao tác thực hiện các cái công việc mà có liên quan. Đó. Như vậy có nghĩa là thực hiện các công việc có liên quan thì mình phải nhấn mạnh là mình sẽ thực hiện hai việc đó này, việc thứ nhất là mình kiểm tra tính chuẩn và việc thứ hai là mình sẽ là gì, xác định khoảng tin cậy. Đó thì việc kiểm tra tính chuẩn thì chắc chắn phải vào explore để mà chạy cái test normality nữa rồi đúng không, còn cái thứ hai là để xác định ra được cái đáp số của phân phối chuẩn, tức là để ra được cái thông số là 97,99 với 102,11 đó. Đó thì mình phải gọi là đi xác định khoảng tin cậy đó, thì có hai cách đó, một là em dùng giống như bạn bạn Hùng đó đúng không, đó, tức là cũng vào explore luôn mà thông thường là sẽ dùng explore luôn, còn lại cái trường hợp mà giống như bạn Diệu thì là trường hợp là gọi là cách thứ hai, nhưng mà khi mà mình đã biết được cái cách thứ nhất dùng explore thì mắc chi mình làm cách thứ hai làm chi. Đó. Nhưng mà nếu như bất đắc dĩ không thì làm cách thứ hai vẫn được, được chưa? Đó. Tức là cái cách thứ hai là vì nó vì nó có thể xác định được thì mình xác định đáp số thôi, nhưng mà thực ra là đối với khoản tin cậy này em chỉ cần vào explore là nó cho ra cho mình cả cả test phân phối chuẩn mà cả cái đáp số về khoản tin cậy, được chưa? Đó. Như vậy đó là yêu cầu 3.1 gạch đầu dòng thứ nhất. Gạch đầu dòng thứ hai thì đối với cái mẫu số liệu đó thì mấy bạn sẽ phải đối với cái mẫu số liệu đó thì mấy bạn mô tả sơ qua một tí. Thứ nhất là cỡ mẫu này, được chưa? Nhưng cái đầu dòng thứ hai đọc và ghi lại các cái kết quả trong biểu đồ vân vân. À, thì bây giờ bạn có cái bảng số liệu output ở đây thì bạn trình bày, còn ví dụ trong trường hợp mà ví dụ mai mốt mà đi thi thực hành chẳng hạn, hoặc là bạn bạn làm bài tập để bạn nộp cho cô chẳng hạn, thì có thể là bạn sẽ phải đấy, ghi lại một số cái kết quả quan trọng. Ví dụ trong cái bảng số liệu của mình á, bảng thống kê mô tả nó có thể có nhiều cái thông số nhưng mà mình không cần dùng đến, đúng chưa? Đó. Ví dụ chẳng hạn trong cái trường hợp này thì cũng cần skewness hay kurtosis rồi gì đó vân vân chẳng hạn, thì thôi mình dùng tới thì thôi, mình chỉ ghi một số kết quả quan trọng cho cái bài toán ước lượng tham số ở đây. Thứ nhất là cỡ mẫu này đúng không, cái thứ hai là trung bình mẫu này, độ lệch chuẩn mẫu này, đó là mấy cái thông số quan trọng này cho cái mẫu số liệu. Cái thứ ba nữa là cái khoảng tin cậy này đúng không, khoảng tin cậy máy nó tính ra là lao bao đó. Cái thứ tư nữa là gì, cái bảng test phân phối chuẩn, bởi vì là ở đây ở cái bước thứ nhất, bước mà yêu cầu 3.1 cái đầu dòng thứ nhất đó, thì bạn làm hai việc,
Như vậy với hai cái việc đó thì bạn sẽ cho ra được hai cái kết quả liên quan, đúng không? Kết quả liên quan thứ nhất là cái đáp số về khoảng tin cậy tương ứng với cỡ mẫu, với trung bình mẫu, với độ lệch chuẩn mẫu. Và cái kết quả thứ hai là liên quan tới test phân phối chuẩn, và đọc cái bảng test phân phối chuẩn. Và bạn sẽ ra được cái đáp số khoảng ước lượng cho cái hàm lượng gluco trung bình của người bình thường khỏe mạnh là 97,99 cho tới 102,11 đơn vị là miligam phần trăm. Rồi, đó là xong cái yêu cầu 3.1 thứ hai, gạch đầu dòng thứ hai đã. Rồi bây giờ là gì? Mình sẽ phải thực hiện suy luận thống kê để mình lý giải. À, vì sao ở đây là phải cần kiểm tra cái test phân phối chuẩn? Giống như bạn Diều thì bạn không cần phải test phân phối chuẩn, mà sao ở đây bạn Hùng thì bạn lại phải test phân phối chuẩn? Và cái thứ hai nữa là gì? À, mình lý giải xem thử là thì cái đáp số 97,99 đến 102,11 đó đơn vị miligam phần trăm. À, máy nó tính ra như vậy thì mình xem thử là nó có hợp lý để kết luận rằng hàm lượng gluco trung bình của người bình thường khỏe mạnh với độ tin cậy 95% thì nó nằm trong cái ngưỡng là ngưỡng đã xác định đó hay không, với cái ngưỡng đó thì nó có hợp lý hay không. Bây giờ phải giải thích, vì cứ có một số liệu cứ đưa vào trong máy là nó sẽ cho mình đáp số, nên bạn cứ thực hiện cái thao tác hoặc là như bạn Diều hoặc như bạn Hùng đó, là nó cho ra mình cái đáp số liền. Nhưng mà có trường hợp đáp số đó là hợp lý mà có trường hợp là không hợp lý. Như vậy lý giải khi nào hợp lý mà khi nào không hợp lý, vì sao? Đó, mà muốn lý giải được điều đó thì mình sẽ phải sử dụng cái lý thuyết về thống kê, đúng không? Lý thuyết về thống kê mà liên quan tới ước lượng tham số. Nhiều khi mình thực hiện cái ước lượng tham số thì đầu tiên là từ một cái mẫu ngẫu nhiên mình phải chọn được một cái thống kê ước lượng, đúng nha, cái lượng k, rồi là xác định cái phân phối của k, và dĩ nhiên là k nó tuân theo một cái phân phối nhất định nào đó thì nó có cái điều kiện của nó, đúng chưa? Rồi để có được cái công thức khoảng tin cậy đó thì khi mà có cái phân phối của k thì sẽ xác định được cái khoảng tin cậy cho k, rồi từ đó suy ra cái khoảng tin cậy cho cái tham số. Bước cuối cùng là khi mà có cái công thức khoảng tin cậy rồi thì mới tương ứng với mẫu số liệu thì nó thay số và nó tính. Đó, và tương ứng về lý thuyết của ước lượng khoảng tin cậy thì bạn thấy là tương ứng với mỗi cái trường hợp, tương ứng với mỗi cái điều kiện cụ thể thì sẽ có một cái công thức khoảng tin cậy cụ thể, đúng chưa? Đó, ví dụ như là trong trường hợp là x chuẩn là phương sai đã biết thì cái hàm ước lượng nó có dạng như thế này và công thức khoảng ước lượng thì như thế này. Nhưng mà nếu như trường hợp mà phương sai chưa biết thì cái công thức khoảng ước lượng nó lại khác, đúng không? Rồi trường hợp là gì đó thì có các cái trường hợp bạn phải sử dụng cái lý thuyết đó của thống kê liên quan đến ước lượng tham số để bạn lý giải xem thử. Đó, như vậy là về thao tác thực hiện ấy. Về thao tác thực hiện thì mấy bạn cả hai cái bài tập 1 và bài tập 2 mình đều thực hiện theo hai cái thao tác như vậy. Đúng chưa? Đều thực hiện hai thao tác như vậy. Tức là đầu tiên là công việc thứ nhất là mình sẽ xác định khoảng tin cậy. Và cái công việc thứ hai là bạn sẽ xác định điều kiện phân phối chuẩn. Đó. Cái đó có thể vào Explore là nó làm luôn được cả hai cái, thì nó sẽ ra cho mình được cái đáp số về về khoảng ước lượng, và nó sẽ ra cho mình cái bảng phân tích về test abnormal để xem thử là phân phối của biến ngẫu nhiên của tổng thể nó có thỏa mãn phân phối chuẩn hay không. À, bây giờ bạn cho cô một cái làm cái yêu cầu 3.1 thứ ba, giải thích xem thử hợp lý hay không hợp lý, vì sao?
Rồi cô mời Đức Hiếu nào. Em chào cô. Thì cô là từ FF tôi có được rồi. Thì cô nghe rõ mà. Nghe, hơi ra ra tí nhưng mà vẫn nghe, thì nói đi. Thì cô là từ FF tôi có được rồi. X trung bình là 100 hết không nam. Còn bộ là chữ S sẽ là bùi phép quá chiến. Rồi. N là 100. Ừ. Tiên là tôi gọi ít và hàm lượng glucose trong máu của người bình thường. Rồi. Có ít phân cấu chuẩn thông qua kiểm định là test. Thì cô là ước hiện ước lượng có tiên cại có trung bình của biến ngẫu nhiên có phân cấu chuẩn trong trường hợp không chưa biết phương sai. Ừ. Có thống kê ước lượng co sẽ bàn ít trung bình trừ mi đi cho sigma nhân với can là phân phối student với tự do df sẽ bàn n là trừ một tức là bàn số chín và chia ra được thông tin cải của hàm lượng glucose trung bình sẽ là cộng trừ ít trung bình mi sẽ lớn hơn ít trung bình trừ cho t với bậc tự do n là trừ một năm qua chia hai nhân với là s chia với căn n là và sẽ nhỏ hơn ít trung bình cộng với lại t với bậc tự do n là trừ một năm qua chia hai nhân với s chia căn là có độ tin cậy là một trừ alpha bằng 95% và tính được alpha là 0,05. Nên ta có khoảng tin cậy của mi sẽ là tính được kết quả là 97,99 nhỏ hơn 97,99 và lớn hơn 97,99 và nhỏ hơn 100 đến hơn 11. Nên ta có kết luận là kết quả khoảng tin cậy dành cho hàm lượng glucose trung bình trong máu bình thường là giống với lại làm trên FS. Giống. Tức là em đi so sánh là vì một bên là em tính bằng tay rồi nó ra cái đáp số là cũng sấp xỉ 99,97,99 với 102 phẩy mấy đó và em kết luận là cái đáp số đó với cái đáp số của máy nó sấp xỉ nhau cho nên là cái kết quả mà máy nó tính ra hợp lý thì như vậy phải không? Rồi thì thứ nhất này nếu em giải tay như vậy là đúng rồi. Có nghĩa là em xác định là vì ở đây x có phân phối chuẩn cho nên nó là cái trường hợp ước lượng khoảng cho trung bình nguy mà trong trường hợp x chuẩn mà phương sai tổng thể chưa biết đâu, đúng không? Và em xác định cái k có phân phối student do x có phân phối chuẩn đúng rồi, em làm hoàn toàn đúng, được chưa? Thế nhưng mà nếu như mình giải thích cái khoảng mình giải thích cái kết quả mà nó tính về ước lượng tham số như vậy á theo một cách là để giải thích xem thì kết quả mà nó tính nó có hợp lý không mà bằng cái cách
là mình đi tính tay để mình xem thử so sánh hai cái đáp số nó có trùng 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 với nhau hay không, nên mình kết luận là hợp lý. Thì như vậy nó cái việc mà sử dụng phần mềm là nó không có hiệu quả, đúng không? Có nghĩa ví dụ mai mốt em đi xử lý số liệu, làm một cái bài toán nghiên cứu gì đó chẳng hạn, làm một cái đề tài nghiên cứu chẳng hạn, mà em xác định khoản tin cậy, hay ngay cả sau này em làm các cái phân tích thống kê liên quan đến kiểm định, làm các cái test hoặc là gì phân tích tương quan hồi quy chẳng hạn, em muốn xác định xem thử là cái kết quả mà phần mềm nó xác định như vậy nó có hợp lý hay không, thì mình lại quay trở lại cái bài toán thống kê mình đi tính tay. Ừ, như vậy mình dùng phần mềm làm cái chi nữa, được chưa? Mục đích mình dùng phần mềm là để khỏi phải tính tay, được chưa? Để không phải tính tay tính toán bằng tay nữa. Thế nhưng mà gì, sử dụng phần mềm mình phải sử dụng vì nó là cái gì, nó là cái lý thuyết của thống kê. Một phần mềm này đây chẳng qua là một phần mềm thống kê mà. Tức là nó xây dựng từ các cái thuật toán thống kê, cho nên là mình sẽ phải nắm các cái thuật toán, đúng không? Các cái thuật toán của thống kê và xem thử là những cái thuật toán của thống kê nó được đưa vào trong cái phần mềm đó. Để khi và khi mình nắm được các cái thuật toán của thống kê thì mình sẽ xác định xem tới những cái thuật toán đó thì nó có cái điều kiện gì hay không. Có nghĩa là khi mình xử lý số liệu bằng phần mềm, nếu như cái bài toán đó nó thỏa mãn cái điều kiện đặt ra thì xem như là cái kết quả mà thực hiện bằng phần mềm là nó hợp lý. Được chưa? Như vậy ở đây bạn sẽ phải lý giải giải thích là cái khoản tin cậy mà xác định bằng cái phần mềm SPSS thì nó có điều kiện gì hay không, vì sao có điều kiện gì hay không, vì sao mình sử dụng cái lý thuyết thống kê để mình xác định xem được cái khoản tin cậy mà gì máy nó tính ra như vậy á nó hợp lý trong điều kiện nào, vì sao, khi nào thì nó hợp lý mà khi nào không hợp lý, vì sao, mình giải thích được đó. Còn khi mình đã giải thích được điều đó rồi thì gì, thì cứ tương ứng với một mẫu số liệu đưa vào trong máy, mà nếu như mình kiểm tra nó thỏa mãn cái điều kiện đó thì mình nói rằng là kết quả máy nó tính hoàn toàn hợp lý, chứ không cần mình phải đi tính tay lại để mình so sánh hai cái đáp số với nhau, được chưa? Nhưng mấy bạn xem thử là cái khoản tin cậy trong cái phần mềm FPSS thì khi nào là hợp lý mà khi nào là không hợp lý, khoản tin cậy mà máy nó tính ra trong trường hợp nào thì hợp lý mà trường hợp nào thì không hợp lý, vì sao. Ở đây mình quay trở lại lý thuyết của thống kê liên quan đến ước lượng tham số để mình lý giải đó. Mình phải lý giải được cái thuật toán đó trong FPSS, thì như vậy là sau này mình sử dụng phần mềm để mình xử lý số liệu, làm các cái bài toán thống kê hay là làm các cái phân tích nghiên cứu vân vân chẳng hạn, thì mấy bạn phải kiểm tra điều kiện đó, và nếu như cái mẫu số liệu mà nó tương ứng với mẫu số liệu mà nó thỏa mãn điều kiện thì mình kết luận là hợp lý, còn nếu như mẫu số liệu mà không thỏa mãn điều kiện thì mình kết luận là không hợp lý. Chứ không phải mình đi tính tay, mình đi tính tay thôi, mình sử dụng phần mềm làm chi nữa. Đấy nha. Vấn đề ở đây là ví dụ như chẳng hạn sau khi mấy bạn qua cái bài thực hành đằng sau liên quan tới on sample t-test chẳng hạn. Ví dụ bữa trước mà mình học cái tin ứng dụng, thầy nói à điều kiện để sử dụng on sample t-test là mấy bạn phải kiểm tra tính chuẩn nha. Rồi nếu như test mà nếu như mà tính chuẩn mà thỏa mãn điều kiện phân phối chuẩn thỏa mãn thì mình mới sử dụng các cái test tham số nằm trong cơm cái bin, tức là dùng cái on sample t-test được. Đó, còn điều kiện chuẩn mà không thỏa mãn thì không sử dụng được. Thì bây giờ với cái lý thuyết thống kê mình sẽ phải đi lý giải xem thầy vì sao lại phải có cái điều kiện đó. Đó. Như vậy thành về thống kê và học lý thuyết thống kê là kết hợp với phần mềm, có nghĩa là mình đi lý giải điều đó thôi. Đó. Vì sao lại phải có cái điều kiện đấy, vì sao lại phải có cái điều kiện phân phối chuẩn đó? Mà nếu như mẫu số liệu mà đưa vào kiểm tra mà nó không thỏa mãn phân phối chuẩn thì mình kết luận là không hợp lý. Vì sao lại phải có điều kiện phân phối chuẩn ở đây? À, bạn nào lý giải được mà. À, mình sẽ lý giải theo cái cách nào. Ở đây là mấy bạn xác định là phải đi kiểm tra phân phối chuẩn đó. Thì bây giờ ví dụ như với cái bài tập 1 thì là nó thỏa mãn phân phối chuẩn. Thì mình kết luận là cái khoản tin cậy là hợp lý rồi.
Rồi bây giờ một bạn nào giải thích cho cô là được thì theo mấy bạn thì cái bài tập không, cô hỏi hiểu luôn nhé, cô hỏi hiểu luôn. Ví dụ hiểu làm bài 1 là như vậy rồi, rồi thì bài 2 hiểu sẽ làm sao? Cô hỏi hiểu luôn. Bài hai em cũng tính tay nhưng mà không ra kết quả, khó sao vậy? Ra kết quả trên nhau hả? Dạ. À, ra bài 2 cũng tính tay nhưng mà ra kết quả trên nhau. Giữa bài 2 em tính tay thì cái ca em chọn là bằng gì? Thì cô là bằng x trung bình trừ mi chia cho sigma nhân với lại k lên n. Có phân phối gì? Thì cô là phân phối sắp xỉ chuẩn tác n là 0,1. Không phải chia cho sigma mà phải chia cho f. Dạ. Là vì ở đây cửa mẫu n lớn đúng không? Dạ. Như vậy là ra đáp số là mấy? Nếu tính tay là ra đáp số mấy? Cô là mi sẽ lớn hơn 131,59 và nhỏ hơn 432,06. Thì đại loại nó cũng xem nhau đó, nó chênh nhau xí chứ mấy, đúng không? Nhưng mà theo bạn thì là nó không xấp xỉ nhau, nó không xấp xỉ, tức là nó không gần nhau lắm mà nó có sai sót. Thực ra do sai sót là do hai cái giá trị tới hạn của hai cái phân phối nó khác nhau. Một bên là nếu như là t, còn bên kia là u. Nên một bên là t, một bên là u. Mà trong trường hợp là cửa mẫu n bằng 100 có thể là nó có hơi hơi lệch nhau. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bà nào giải thích cho cô nè. Như vậy là ở đây là bạn hiểu dùng cái cách là đi tính tay. Và nếu như ra mà đáp số mà nó xấp xỉ, xấp xỉ cái con số 97,99 với 102,11 thì bạn kết luận là hợp lý. Còn bên kia là bạn là gì? Bạn tính tay ra. Đó, và cái đáp số của bạn tính bằng tay với đáp số của máy nó không xấp xỉ nhau, nó có sai khác, cho nên là kết luận là không hợp lý. Mấy bạn lưu ý, nếu như mà cô đã cho cái cửa mẫu n mà lên bằng 300 chẳng hạn, là cái trường hợp mà cái bài tập 2 á, mà cô cho cái cửa mẫu n lên 300 á, là bạn sẽ tính tay ra là hai cái đáp số nó xấp xỉ nhau. Cho nên trong cái trường hợp, nhưng mà trong trường hợp đó x mà không chuẩn thì nó vẫn là không hợp lý, mặc dù mình tính tay ra hai cái đáp số nó vẫn xấp xỉ nhau. Rồi, bạn nào giải thích xem thử nào. Mình lý giải là kết quả máy nó tính ra khi nào thì hợp lý, khi nào không hợp lý, vì sao? Đó, giải thích vậy thôi chứ không có tính tay nha. Rồi, Bình An trả lời cô sẽ là dạ thưa cô, khi mà máy được lựa ra một kết quả mà gọi là hợp lý thì khi cái biển đó là cái biển ngẫu nhiên phân phối chuẩn thì hẳn là được lượng đó thằng sẽ hợp lý. Còn cái hàm lượng men ALT của bài 2 thì vì hàng phân phối chặt phải cho nên là hẳn không phải phân phối chuẩn, cho nên cái kết quả tính ra là hẳn không hợp lý. Rồi, như vậy em xác định là kết quả mà máy nó tính ra khi nào mà thỏa mãn điều kiện phân phối chuẩn á, tức là cái mẫu số liệu khi mình đưa vào mình test điều kiện phân phối chuẩn của cái biến ngẫu nhiên x của tổng thể mà nó thỏa mãn điều kiện phân phối chuẩn thì kết quả mà máy nó tính ra mà đối với cái khoảng tin cậy trong trường hợp đó sẽ hợp lý, còn nếu như không thì không hợp lý, được chưa? Dạ. Vì sao là phải cân điều kiện phân phối chuẩn, lý giải rõ hơn, kỹ hơn tí nữa. Thưa cô, là bởi vì giả sử một cái x là biến phân phối chuẩn n mà có cái như vậy là sigma bình á, mà ta có cái x ngang là một cái ước lượng, cái trung bình mẫu x ngang là một cái ước lượng không chặt về vần của cái trung bình tổng thể, còn cái phương xoay mẫu hiệu chỉnh là cái s bình á, hẳn cũng là một ước lượng không chặt về vần của cái sigma bình ấy, cho nên là khi mà x hẳn hẳn mà phân phối chuẩn như vậy, với trường hợp mà cỡ mẫu nhỏ n lớn hơn 30 thì theo cái phương pháp học tính lý thuyết của mình là hẳn mới tính ra được cái hợp lý. Với trường hợp mà mẫu mẫu mà n lớn hơn 30 thì
em nghĩ hẳn sẽ bị cái câu hỏi tính ra là hẳn sẽ gần hẳn sẽ xấp xỉ về cái mà FPS tính ra dù có phân phối chuẩn hay không. Này, rồi thì chứ cách giải thích một cách rõ ràng như cái cách dễ nhất là như thế. Mình sẽ xem từ cái thuật toán mà ước lượng khoảng trong FPS nó là cái trường hợp nào không? À dạ thì đầu tiên khi trước khi vào là phải có cái giả sử ít là biển ngẫu nhiên phân phối chuẩn, cho nên em nghĩ như Rồi, chi nữa? Theo em cái công thức trong cái khoảng tin cậy mà nó đưa vô trong máy này. Vì khi đưa vô trong máy ấy, đưa trong máy thì thực ra là nó chỉ cần đưa một cái công thức vào thôi. Đó, thì có nó chỉ cần đưa một công thức vào thôi, và khi có mẫu số liệu thì tự động máy nó tính, nó ráp số vào và nó cho mình đáp số, đúng không? Vì ở đây mình chỉ cần đáp số thôi mà, chứ mình không cần phân tích giống như các cái test thì sao, các cái bài test mà các cái test one sample hay là independent sample vân vân, thì nó là một cái quy trình, nó là một cái thuật toán, đúng không? Thuật toán phức tạp hơn cái công thức khoảng ước lượng. Công thức khoảng ước lượng thì chỉ cần đưa cái công thức vào thôi, đúng chưa? Giống như em học tin học mà ở phổ thông học bắt can chẳng hạn, đúng không? Lập trình đó, lập trình nói tức là ví dụ là mình muốn làm cái bài toán mà liên quan tới giải phương trình bậc hai chẳng hạn, nghĩa là mình phải viết một cái thuật toán đó, đúng không? Đưa vào trong phần mềm nữa. Thì tương tự như đây, ước lượng khoảng nó chỉ cần đưa vào trong máy một cái công thức khoảng thôi. À, thì theo mấy bạn đó là công thức 1 hay công thức 2? Công thức 1 là đây này. Chỉ có hai công thức này để đưa vào thôi. Một là đây, hai là đây. Thì theo mấy bạn trong FPS nó đưa vào công thức 1 hay công thức 2? Một hay hai? Rồi, cô mời Thông nào. Một hay hai thì sao? thưa cô là em nghĩ là nó sẽ đưa vào công thức 2, Công thức tại 2. Vì sao? vì trong bảng descriptive thì mình có cái giá trị của trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu. Được rồi, được chưa? Thứ nhất là em phải xác định này, em xác định là gì, nó đưa vào cái công thức thứ hai, tức là nó xem như là cái thuật toán của mình là trường hợp thứ hai. Là bởi vì thể trường hợp thứ nhất được, khi em thực hiện cái explore có cái đoạn nào mà máy nó yêu cầu em nhập cái sigma đó, có nghĩa là nó dựa vào cái S. Nó xem như sigma chưa biết là dựa vào cái S đấy. Như vậy cái yêu cầu 3.1 mà cái gạch đầu dòng thứ ba đó, tức là thực hiện suy luận thống kê để mà giải thích đó, liên quan đến ước lượng tham số để giải thích này. Thứ nhất là em phải lý giải này, tức là cái công thức khoảng tin cậy cho trung bình nguy đấy mà được thuật toán vào trong cái phần mềm nữa, cô sẽ trình bày cái này kỹ để các cái bài thực hành sau mấy bạn biết cái cách mà khi họ hỏi là thực hiện suy luận thống kê để giải thích cái kết quả máy nó tính ra là hợp lý hay không á. Đấy, rồi được vào trong FPSS là công thức này, x ngang cộng trừ t nó phải là công thức này, nó không phải là cái công thức một được, là bởi vì công thức một nó phải gắn với cái trường hợp thứ ba rồi nhỉ, thứ ba này. Đó, nó công thức một là nó phải gắn với cái gì, cái sigma, mà trong khi mình thực hiện mà để xác định cái khoảng tin cậy có đoạn nào nó yêu cầu mình nhập cái sigma đó, mình vào explore rồi sau đó là mình chỉ chọn cái 95% rồi mình làm cái test điều kiện phân phối chuẩn, mình enter cái là ok, cái là nó ra chứ mấy. Được chưa? Như vậy nó không thể là cái công thức này được. Đó, mà nó chỉ có thể là công thức này thôi. Là vì thực ra là trong trong cái ước lượng khoảng cho tham số trung bình đó,
là có hai cái trường hợp gọi là chính thống, đúng không? Còn cái trường hợp thứ ba là cái trường hợp bất đắc dĩ. Trường hợp sắp xỉ là cái trường hợp bất đắc dĩ mình mới dùng thôi. Tức là trong trường hợp mà không sử dụng được hai cái trường hợp này thì mình mới dùng trường hợp thứ ba gọi là sắp xỉ thôi. Vì sắp xỉ, khi mà dùng sắp xỉ thì chắc chắn là sai số nó lớn hơn thôi. Được nha. Cho nên là đã đưa vào thuật toán thì thông thường là người ta sẽ là dùng những cái trường hợp mà nó chính thống hơn, tức là trường hợp 1 hoặc trường hợp 2. Mà chắc chắn ở đây nó không phải là trường hợp 1 rồi. Là vì khi mình thực hiện cái thao tác trên FPSS mình thấy cũng có cái đoạn nào mà máy nó yêu cầu mình hãy nhập sigma. Ví dụ bài này mình tôi cho sigma là bằng 10 chẳng hạn thì nó sẽ cho một cái đáp số khác, mà sigma là bằng 15 thì đáp số khác. À, thế nhưng mà trong trường hợp này không có yêu cầu nhập sigma thôi, cho nên là bằng 10 15 gì thì cũng vậy thôi, vì nó dựa vào cái F. Thành thử cái công thức khoảng tin cậy nó phải là, tức là cái thuật toán mà ước lượng tham số trong cái explore của FPSS nó chính là cái trường hợp thứ hai. Mà trường hợp thứ hai thì nó tương ứng với cái thống kê kiểm định K phải có phân phối suy luận. Mà để K có phân phối suy luận thì cái điều kiện quan trọng nhất là cái này này. À, X là phải có phân phối chuẩn. Cho nếu X không có phân phối chuẩn thì K nó không có phân phối suy luận. Mà K có phân phối suy luận thì sẽ không có cái khoảng ước lượng là chứa cái T ở đây được. Được chưa? Tức là đó là theo suy luận thống kê của ước lượng khoảng. Như vậy bạn sẽ phải lý giải là gì? Thứ nhất là bạn xác định cái công thức khoảng tin cậy nó phải là cái công thức này. Mà công thức này thì gì? Nó phải đòi hỏi là gì? Tức là ở đây là gì? Nó đòi hỏi cái điều kiện. Đúng chứ? Công thức này tức là gì? Kết quả. Như vậy có nghĩa là gì? Kết quả máy tính, đúng chưa? Máy tính ra hợp lý thì nào, thì X phải có phân phối chuẩn. X có phân phối chuẩn à, bởi vì khi X có phân phối chuẩn thì K nó mới có phân phối. K là bằng, trong trường hợp này K là bằng x ngang trừ đó, K nó bằng là x ngang trừ mui, đúng không? X ngang trừ mui căn n chia f. X có phân phối chuẩn thì K này nó mới có cái phân phối T. Mà K có phân phối T thì cái công thức ước lượng khoảng đó, cho mui nó mới là như vậy được. Công thức ước lượng khoảng cho mui nó mới là x ngang cộng trừ t là được chứ. Nếu như K mà có phân phối siêu đơn thì làm chỉ có cái công thức khoảng ước lượng như thế này được. À, cho nên là cái điều kiện là gì? Kết quả máy nó tính ra hợp lý. Nhi. Là khi x có phân phối chuẩn. À, là trường hợp chính thống, trường hợp là tuyệt vời nhất ạ. Là x có phân phối chuẩn thì nó mới có. Thì cái khoảng tin cậy mà hợp lý. Cho nên bây giờ quay trở lại cái file thứ nhất là cái file 1 đó, thì em kiểm tra là x có phân phối chuẩn đó. Cho nên là gì đó, cái quả máy nó tính ra là hợp lý đó. Còn cái trường hợp file 2 x không có phân phối chuẩn. X có phân phối chuẩn thì rõ ràng là không hợp lý, là bởi vì x có phân phối chuẩn thì cái K nó không có phân phối T. Đó. Mà K có phân phối T thì cái khoảng tin cậy không thể là x ngang cộng trừ T là được. Nhân F trên căn N được. Được chưa?
khoản này là khoản máy nó tính ra mà chứ là gì không thể là cái khoản đó được thì sẽ là không hợp lý thôi. Vậy là tầm đó là mình giải thích kỹ hơn như vậy. Còn x có phân phối chuẩn thì cái k nó sẽ có cái phân phối t, mà k có phân phối t thì cái công thức khoản ước lượng nó sẽ là x ngang cộng trừ t, mà cái công thức khoản ước lượng nữa thì chính là cái công thức mà đưa vào trong cái phần mềm FPSS rồi. Dạ, bạn sẽ lý giải như vậy. Rồi, bây giờ là cái bài file thứ hai của mình á, là cái cửa mẫu của mình nó là bằng 30. Thế thì trong trường hợp nếu như cửa mẫu nó đủ lớn thì cái khoảng tin cậy máy nó tính ra có thể là một xấp xỉ hay không? Có thể xem là một cái xấp xỉ của cái khoảng tin cậy cần tính hay không? À, bây giờ mở rộng ra này. Bây giờ mở rộng cho cái trường hợp nữa ấy. Trường hợp của mình là cái file 2 của mình là cái cỡ mẫu là nó nhỏ 30, đúng không? Tức là nó bằng 30 thì tôi không nói rồi, nhưng mà ví dụ bây giờ là trường hợp cỡ mẫu n nhỏ bằng 30 nó tính rồi này, đúng không? Bây giờ giả sử cỡ mẫu của mình mở rộng ra nó lớn hơn 30. Càng lớn càng tốt. Đủ lớn. Thì câu hỏi đặt ra là cái khoảng tin cậy máy tính ra có thể chấp nhận được không? Có thể chấp nhận theo cái cách xấp xỉ được không? Được không? Thì sao? Đó, bây giờ mấy bạn thử mở rộng cho cái file thứ hai, tức là x không có phân phối chuẩn á. Nhưng mà nếu như cỡ mẫu n mà lớn 30, x không chuẩn. X chuẩn thì khỏe rồi, x chuẩn thì luôn luôn là hợp lý rồi. Được chưa? Và bây giờ giả sử x không chuẩn. X không chuẩn mà cái cỡ mẫu nó lớn hơn 30, cỡ mẫu đủ lớn. X không chuẩn mà cỡ mẫu nhỏ hơn hoặc bằng 30 là xem như là không hợp lý nè. Nhưng mà nếu như x không chuẩn mà cỡ mẫu lớn 30 thì mấy bạn xem thử là có thể chấp nhận được không? Chấp nhận theo cái kiểu xấp xỉ được không? Vì sao? Cũng sử dụng cái lý thuyết của thống kê thôi. Lý thuyết về ước lượng khoảng của thống kê trong cái trường hợp thứ ba thôi. Rồi, cô mời bạn Duyên nào, giải thích thử xem. Em thưa cô là, theo em là có. Bởi vì là theo định nghĩa giới hạn tính tấm á, thì với cổ màu lớn thì chúng ta có thể áp dụng được cho các công thức mà ở trường hợp mà x không phân bổ theo phân bổ chuẩn. Như vậy là cái công thức khoảng tin cậy nó sẽ là gì? X ngang cộng trừ gì? Theo lý thuyết thống kê. Dạ thưa cô, x ngang là cộng trừ là 1 phần n. PU. Dạ. Cái khoảng tin cậy mà trong cái trường hợp này á, cho trung bình nguyên, nó sẽ là x ngang cộng trừ gì? T là U. Là răng cốt. Tức là em nói cái khoảng tin cậy cho cái mà trong trường hợp x không chuẩn mà cỡ mẫu lớn hơn 30 á. Dạ. Thì cái khoảng tin cậy cho trung bình nguy em xác định. Em theo anh là U. U, rồi. Cùng xấp xỉ thôi đó, đúng không? U alpha trên 2 nhân S, đúng không? Dạ. Tức là cái này là trường hợp thứ 3 đấy. Nó cũng là một xấp xỉ thôi. Đấy. Dạ. Lý thuyết mình còn nêu ra đây này, đúng không? Trường hợp thứ 3. Tức là nếu như mà cái mà không phân phối chuẩn, nhưng mà nếu như cửa mẫu n mà đủ lớn, tối thiểu là phải lớn hơn 30, thì cái thống kê ước lượng k được chọn như thế này.
đúng không? Trong trường hợp là sigma chưa biết mình thay thế nó bởi s thì cái k này nó không phải có phân phối siêu đoàn mà nó xấp xỉ phân phối n01, cái này là theo định lý giới hạn trung tâm, được chưa? Bởi vì khi đó x ngang nó sẽ xấp xỉ phân phối chuẩn và do đó cái k này nó sẽ xấp xỉ phân phối chuẩn tắc đó, và khi cái k này xấp xỉ phân phối chuẩn tắc thì cái công thức khoảng nó sẽ là như thế này, nhưng mà nó không phải là t mà nó sẽ là u, đúng chưa? Đó, và đây là một cái khoảng ước lượng xấp xỉ. Rồi thì bây giờ cái này với cái mà khoảng tin cậy trong máy nó có xấp xỉ nhau được không? Nó xấp xỉ nhau thì em phải nói chấp nhận được chứ, xấp xỉ nhau này, xấp xỉ không? Thì khoảng tin cậy trong máy là máy tính FFS, nhưng mình đã nói nó được thuật toán bởi cái công thức này đây này. Hai cái này có xấp xỉ nhau không? Vì sao? Đây là trường hợp 3 này đúng không? À, còn đây là trong FPSS này, trong máy này. À, nếu như hai cái này mà xấp xỉ nhau thì em nói em kết luận được rằng là gì? Khoảng tin cậy máy tính ra có thể chấp nhận theo cách xấp xỉ được. Em chỉ cần lý giải điều đó thôi. Nhất là bạn đã xác định là cái khoảng tin cậy mà trong cái trường hợp á x chuẩn, x không chuẩn nhưng mà cỡ mẫu n đủ lớn thì cái công thức khoảng tin cậy nó sẽ là x ngang cộng trừ u nhân s chia căn n. Đó là trường hợp thứ ba đó, mình suy luận theo trường hợp thứ ba đó. À, còn trong FPSS thì cái công thức khoảng tin cậy cho gì, thì công thức khoảng tin cậy nó sẽ là x ngang cộng trừ t nhân s trên căn n. Thì em xem thì trong cái trường hợp mà x không chuẩn cỡ mẫu n đủ lớn thì hai cái này nó có xấp xỉ nhau không? Mấy bạn xem từ hai cái khoảng này nó có xấp xỉ nhau không? Xấp xỉ nhau được không? Cô mời như quên lắm. Nhà thưa cô là thì n đủ lớn thì u là xấp xỉ t nên ta có thể xem hai công thức là xấp xỉ nhau. Hai công thức xấp xỉ nhau đúng không? Vì khi n đủ lớn thì là cái phân phối t và nó sẽ hồi tụ về cái phân phối n01, được chưa? Cho nên là hai cái giá trị tới hạn của hai cái phân phối này là xấp xỉ nhau. X ngang giống nhau này, s với căn n giống nhau thôi. Chỉ hai cái giá trị tới hạn đấy nó xấp xỉ nhau là đáp số nó ra xấp xỉ nhau, được chưa? Đó. Cho nên là gì? Trong trường hợp cái này xấp xỉ nhau là bởi vì cái này là xấp xỉ nhau là bởi vì xấp xỉ nhau là bởi vì khi n đủ lớn thì cái phân phối t nó xấp xỉ phân phối n01, t ấy nó xấp xỉ n01, cái phân phối t nó xấp xỉ cái phân phối n01 tn-1. Mà cái phân phối t xấp xỉ n01 cho nên hai cái giá trị tới hạn nó xấp xỉ nhau. Tn-1 alpha trên 2 nó sẽ xấp xỉ cái u alpha trên 2. Và do đó là gì? Do đó là hai cái công thức này nó xấp xỉ nhau. Có nghĩa là cái khoảng tin cậy mà máy tính ra có thể chấp nhận theo cách xấp xỉ được. Được chưa? Có nghĩa là cái khoảng tin cậy nhau máy tính ra đúng không? Máy tính ra có thể chấp nhận nhưng mà theo cách xấp xỉ thôi, theo cách xấp xỉ. Còn nếu như mà cỡ mẫu n mà nhỏ 30 mà không chuẩn thì chịu, không thể xấp xỉ được nha. Như vậy nói tóm lại, cái quan trọng của mình ở đây là gì? Thì ngoài cái việc là em nắm cái cách để em thực hiện trên FPSS để xác định khoảng tin cậy, thì cái cách là mình đã nói rồi. Thứ nhất là mình làm hai việc. Đó. Việc là vào Explore để mà xác định khoảng tin cậy 95%. Đó. Cái thứ hai nữa là vào Explore để mà test phân phối chuẩn. Đó. Về FPSS là mình làm hai công việc này đó.
Còn bây giờ mình kết luận là trong trường hợp nào thì cái kết quả khoảng tin cậy do máy nó tính ra là có thể xem là hợp lý hoặc là chấp nhận một cách xấp xỉ. Đó. Thì nó hợp lý nhất là trong cái trường hợp x phải thỏa mãn phân tử chuẩn. Yeah, x thỏa mãn phân tử chuẩn. Còn vì sao x thỏa mãn phân tử chuẩn thì là hợp lý thì mình giải thích ở trên này đó. Mình bám sát vào cái mà thuật toán ước lượng khoảng mà nó được đưa vào trong cái phần mềm. Nên mình xác định cái khoảng tin cậy là như vậy. Yeah. Khoảng đó nó chỉ hợp lý khi x có phân tử chuẩn thôi. Yeah. Còn cái trường hợp xấp xỉ thứ hai nữa là gì? Nếu như x mà không có phân tử chuẩn mà cửa mẫu n nhỏ hơn 30, nhỏ hơn hoặc bằng 30 thì cái khoảng tin cậy mà máy nó tính ra là không hợp lý. Yeah. Vì khi đó là mình sẽ không thể cửa mẫu n nhỏ 30 mà không có phân tử chuẩn thì mình không thể ước lượng khoảng cho cái trung bình của tổng thể được. Mà chỉ có trường hợp là trong trường hợp mà không có phân tử chuẩn, nhưng mà nếu như cửa mẫu n đủ lớn thì mình có thể ước lượng khoảng cho trung bình theo cái cách xấp xỉ. Và theo cái cách xấp xỉ đó thì nó cũng xấp xỉ luôn cái công thức khoảng tin cậy trong FPSS. Do đó, trong trường hợp nếu như điều kiện phân phối chuẩn nó không thỏa mãn mà cửa mẫu n đủ lớn, tối thiểu là phải lớn hơn 30. Càng lớn càng tốt, nhưng mà tối thiểu phải lớn hơn 30, chứ nhỏ 30 là không được. Lớn hơn 30 thì cái khoảng tin cậy mà do máy tính ra có thể chấp nhận theo cách xấp xỉ. Được chưa? Này nói tóm lại là với ước lượng khoảng cho cái trung bình mu của tổng thể mà sử dụng FPSS thì mấy bạn nắm cái cách mà mình suy luận như vậy thôi. Đó. Còn cái cách mà để xác định nó thì vậy thôi. Tức là nó giải thích cho mấy bạn ở đây, bạn lại sử dụng cái lý thuyết thống kê để bạn giải thích là vì sao lại phải cần cái điều kiện phân tử chuẩn. Được chưa? Và khi mình thực hiện trên phần mềm mà để xác định khoảng tin cậy thì không được bỏ qua cái điều kiện phân tử chuẩn. Chú ý cái điều đó thôi. Đó. Và học xong cái bài này thì mình chỉ lưu ý điều đó thôi. Tức là khi mình sử dụng phần mềm thì phải chú ý là mình làm hai việc: kiểm tra phân phối chuẩn và xác định khoảng tin cậy. Cái thứ hai nữa là mình giải thích được vì sao lại phải cần điều kiện phân phối chuẩn. Vậy đó. Và trong trường hợp mà nếu như mà không có phân phối chuẩn thì bắt đầu phải tới cửa mẫu, phải quan tâm đến cửa mẫu. Chứ còn nếu như mà có phân phối chuẩn rồi thì cửa mẫu lớn mẫu nhỏ chi cũng được hết. Nhưng mà nếu như mà phân phối chuẩn nó không thỏa mãn thì phải quan tâm tới cửa mẫu. Cửa mẫu mà nhỏ là chịu. Còn nếu như cửa mẫu lớn thì cái kết quả mà khoảng tin cậy do máy nó tính ra có thể chấp nhận theo cách xấp xỉ được. Vì sao thì mình vừa giải thích đó rồi. Được chưa? Như vậy học thực hành thống kê là mình học cái suy luận cái yêu cầu 3.1 gạch đầu dòng thứ 3 thôi. Như ở ngang đây thì bạn sẽ phân biệt được thực hành của thống kê về thực hành của cái tin ứng dụng là nó khác nhau ở chỗ nào. Nó khác nhau ở cái gạch đầu dòng thứ 3 đó. Được chưa? Còn hai cái gạch đầu dòng thứ nhất là xem như mấy bạn đã được học ở cái phần tin ứng dụng rồi. Nên là cô yêu cầu mấy bạn chỉ có trình bày cái cách thực hiện cho mày. Đúng không? Và dĩ nhiên là cái học phần tin ứng dụng là cái tiên quyết của cái thống kê. Và sau đó là khi học xong cái tin ứng dụng và cái thống kê thì mình phải biết là sử dụng cả hai cái để mà gì? Để mà ứng dụng trong làm các cái đề tài nghiên cứu. Đó là đối với thống kê. Thế. Rồi, bây giờ mình qua sửa cái bài tập của chương 4. Bài tập liên quan tới ước lượng tham số. Sửa bài tập của chương 4 thì bây giờ mình quên cái phần mềm đi. Được chưa? Có nghĩa là mình sẽ trình bày theo cái quy trình 3 bước của cái bài toán ước lượng tham số. Quy trình 3 bước như thế này. Đó, về lý thuyết của ước lượng khoảng thì cứ nhớ về cái quy trình 3 bước của khoảng tin cậy là như thế này. Được chưa? Bước thứ hai nữa là gì? Phải nắm các cái trường hợp, các cái điều kiện trong cái ước lượng khoảng. Được chưa? Công thức khoảng ước lượng.
Như vậy thôi là mọi cái bài ước lượng khoảng phát biểu kiểu như thế nào mình cũng đưa về các cái bài toán theo các cái trường hợp 1, 2, 3 để mà mình xử lý thôi. Thứ nhất là phải xác định mẫu ngẫu nhiên, chọn thống kê, xác định phân phối của K. Bước thứ hai thì không cần phải đi chứng minh lại cái công thức khoảng tin cậy mà chỉ cần ghi được cái công thức khoảng tin cậy tương ứng cho nó hợp lý là được. Và bước thứ ba bắt đầu đi tính toán. Ok. Rồi, bây giờ một bạn trình bày cho cô cái bài 1 đi xem nào. Cô về một khi như vừa trước sửa rồi cô nở. Như vừa trước sửa rồi đúng không? Dạ. Yeah. Rồi, không, giờ thì mình sẽ qua cái bài bài tập của chương 5. Tôi nhầm rồi, bài số bài tập của chương 4 là mình sửa trước cái bài thực hành số 3 này. Rồi, bài tập của chương 5. Tập chương 5, bài số 1 của chương 5 đi mấy bạn. Bài 1 của chương 5 này tức là liên quan tới kiểm định tham số đấy. Về cái kiểm định nhóm tham số thì với các cái bài tập như thế này thì bạn phải trình bày theo cái mô hình của Neyman-Pearson, tức là cái quy trình 5 bước đó. Nó có alpha với video alpha nha. Còn khi mà mình thực hiện mà trên SPSS thì mình sẽ sử dụng cái mô hình kết hợp 4 bước nữa thôi, tức là khi đó mình sẽ sử dụng cái không sử dụng alpha và video alpha, mình sẽ sử dụng cái p-value, tức là trong SPSS là mình sử dụng cái sheet, được chưa? Như vậy cái bài toán mà kiểm định mà trong cái bài tập chương 5 này như mấy bạn phải trình bày theo cái quy trình 5 bước thôi của Neyman-Pearson đấy. Đây, quy trình 5 bước này này. Lập giả thiết H0, H1 này, giả sử H0 đúng chọn cái tổng kê K này, xác định phân phối này. Với mức ý nghĩa alpha chọn trước xác định cái miền bác bỏ giả thuyết video alpha này, theo cái tùy thuộc vào cái đối thiết H1 cũng như là cái phân phối của K. Tức là cái video alpha nó sẽ chứa cả cái giá trị tới hàm U hoặc T hoặc Y bình phương rồi vân vân. Rồi bước thứ tư mới là đi tính toán mẫu số liệu so sánh với đơn a kết luận. Như vậy các cái bài tập của chương 5 này bạn sẽ trình bày theo cái quy trình 5 bước của cái mô hình test kiểm định giả thuyết đấy. Mô hình kiểm định giả thuyết của Neyman-Pearson. Còn trường hợp mà có sử dụng SPSS thì khi đó mình mới thực hiện theo cái quy trình là của kết hợp đấy. Tức là vẫn lập giả thuyết H0 H1 nhưng mà bước thứ hai là sẽ chọn cái thống kê kiểm định K phù hợp, tức là tương ứng trong FSS bạn sẽ chọn cái test nhé, test thống kê phù hợp. Rồi bước thứ ba là mình xác định cái sheet đúng không, và căn cứ vào cái sheet để mà kết luận bác bỏ hay chấp nhận H0. Còn bên này của em là gì, không căn cứ vào cái sheet đấy, em căn cứ vào cái alpha về video alpha, cái giá trị gì K0 đúng không, em căn cứ vào cái K0 về video alpha để em kết luận. Còn bên kia là em căn cứ vào cái p value, tức là cái sheet nhỏ 0,05 thì bác bỏ. Bên này là em so sánh cái K0 về video alpha thuộc video alpha thì bác bỏ, chắc nó có cái khác nhau.
Và khi em sử dụng FPSS thì em dùng cái mô hình mà có cái p-value, tức là cái sheet, mô hình bên kia, mô hình kết hợp. Còn đối với những cái bài tập mà lý thuyết của thống kê gốc của nó thì em sẽ sử dụng cái mô hình Neyman Pearson. Trường hợp mà em có phần mềm thì em dùng theo cái mô hình kia nó mới dễ hơn. Và vì cái mô hình kia thì nó được thuật toán vào trong phần mềm. Được chưa? Còn trong trường hợp mà em không dùng phần mềm, em tính tay chẳng hạn, thì sẽ phải thì dùng cái mô hình 5 bước nó sẽ dễ hơn. Cho nên là tất cả những cái bài tập chương 5 này tính bằng tay là em dùng cái mô hình 5 bước nhé. Còn cái trường hợp mà em dùng cái mô hình kia để em làm cho những cái bài toán này mà không có phần mềm đó, thì tính toán rất là phức tạp. Vì cái việc mà khi em đi tìm cái giá trị sheet p-value mà bằng tay là nó phức tạp hơn cái việc em đi xác định cái video anh khai. Dạ, đi trình 5 bước rồi. Bài 1 nào. Lui tới mấy bàn này không ạ? Đó, bây giờ chắc là Hương Ly thông rồi. Cúc đạt bữa trước là không có điểm dự kỳ này. Điểm dự kỳ là nó bằng đạt nó có điểm này. Cho nên là đạt là tích cực cái để mà cô ra điểm cô này. Rồi, cô mời Thu Hằng nào. Dạ. Dạ, em thưa cô là đầu tiên ta gọi x là trọng lượng trung bình của mọi người. Gọi x là trọng lượng trung bình. Đấy. Rồi, nguy là chi? Gọi nguy là... À, x là trọng lượng của mọi người thôi. Còn nguy là trọng lượng trung bình của mọi người thôi. À, x là trọng lượng thôi. Được chưa? Dạ. Trọng lượng, cân nặng, chiều cao, vân vân, hàm lượng, đồng độ, chỉ số. Còn nguy thì nó là kỳ vọng của x, cho nên nó là trọng lượng trung bình. Tương tự như vậy, được chưa? À, thì ta có hạt không là nguy bằng 40.
À, hát không là vi bằng 40 vậy. Hát 1. Còn hát 1 là vi nhỏ hơn 40. Rồi, vi nhỏ hơn 40. Rồi, tiếp. Ta có thống kê kiểm định cá. Ừ, chọn thống kê kiểm định, tức là từ cái mẫu ngẫu nhiên đó thì mình chọn cái thống kê kiểm định. Rồi, K bằng. K bằng x ngang từ 40. Trừ 40. Chia F nhân với căn nơ. Rồi, có phân phối. Có phân phối student. Student. Vì sao có phân phối student đó? Vì là có phân phối chuẩn ạ. À. Có bằng tự do T bằng N thứ 1. À, T là 1, cụ thể đây là T mấy đây? À, là T của bà chị. T mấy mấy? À, T của 7 chị nhận. Cửa màu của mình ở đây bằng mấy? Cửa màu N bằng mấy? À, cửa màu là... Cửa màu N là 81. Như vậy T N1 là T mấy? Là 80 ạ. 80 rồi. Rồi. Cái này là do ít có phân phối chuẩn đúng không? Ít có phân phối chuẩn này. Đó, vì mấy bạn thấy đây là người đông đi nói này. Giả thiết khối lượng của gói thuốc bột là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẫn, mà khối lượng của gói thuốc bột mình gọi là cái biến ngẫu nhiên x á. Vậy đây có phân phối chuẩn, thỏa mãn đặc điểm phân phối chuẩn đó. Rồi, tiếp theo làm chi nữa? Là với giá khá bằng 0,01 thì miền bác bỏ. Miền bác bỏ về đoạn A là bằng gì? Là bằng trừ ấm bông bông cho đến T của 80, 0,01. Rồi, T của 80, 0,01. Là bằng trừ ấm bông bông cho đến trừ 2,38. T hay là trừ T đây? Dạ, trừ T đây. Tức là âm cùng để đến âm 2,38 bạn. 38 bạn. Đúng không? Không? Do bạn bạn chưa 2,38 bạn không? Ở đây 80. Ừ, sắp xỉ to đúng không? Không phải không. À, 60 là 2,39 này. Rồi 120 là 2,36 này, cho nên bạn lấy sắp xỉ 2,38 cũng được, đúng chưa? Còn bạn lấy 2,37 cũng được. Đấy, rồi, sắp xỉ sắp. Ừ. Đây là em sắp xỉ. Rồi. Rồi. Vì sao lại lấy từ vô cùng đến từ lớn? Dạ, là vì hạt không là lũy nhỏ hơn 40. Hạt 1. À, hạt 1 là lũy nhỏ hơn 40. Tức là kiểm định tham số ở bên trái, cho nên cái đơn ta chọn phù hợp với nó là phù hợp với cái đối thiết H1 là phải nằm ở bên trái. Thứ tư là mình phải quan tâm tính toán cái mẫu số liệu, đúng không? Số liệu là N bằng cả không. Cho nên ta chọn cả không. N bằng 81. Rồi, x ngang bằng mấy? X ngang là 39,5. 39,5. F bằng? F bằng 0,38. 0,38. Rồi, đi ra cả cao nối. Bằng 11,72. Rồi, như vậy lấy số đã trừ đi 40. Rồi, 8,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 
7842. 842 so sánh với đôi alpha. Dạ, thuộc miền Bắc bỏ. Thuộc với đôi alpha. Như vậy nói là đại lý. Nên ta đã bảo vệ. Ở cơ sở đã bác bỏ giả thuyết hát không đồng. Chấp nhận hát mẫu 1. Dạ. Từ đầu đến luôn là trong trọng lượng quy của mỗi gói thuộc là thấp hơn một quy định này. À, ở mức ý nghĩa như vậy vậy, được chưa? Tức là cái kết luận của mình nó đào đang chạy ấy với đôi cây là 999 đó.
Chắc phải trở lại bài toán ngoại ngữ luận. Rồi, thì đó là cái toán mà 5 bước cho cái bài toán là giả thuyết cho một trung bình. So sánh phân bình gì với một hàm số nguyên không đã biết là 40. Và là nó là hợp nào trong cái lý thuyết kiểm định để thống kê của mình đấy. Nó là trường hợp nào? Nó là trường hợp nào trong ba cái trường hợp kiểm định trung bình mấy bạn? 1, 2 và 3. Kiểm định một trung bình là mình có mấy trường hợp? Kiểm định một trung bình mình có mấy trường hợp? Trường hợp thứ hai nhé, đó là trường hợp thứ hai. Tức là cái trường hợp ít có phân phối chuẩn mà con sai sai tổng thể chế biến đó, thì cái K sẽ có phân phối siêu lớn. K sẽ có phân phối siêu lớn nếu như có phân phối chuẩn nhé. Nếu như không có phân phối chuẩn thì K nó sẽ không có phân phối siêu lớn. Như vậy nó là thuật toán của trường hợp thứ hai này. Kiểm định cho một trung bình lên này bạn có điểm như vậy trong trường hợp. Kiểm định một trung bình lên này bạn là 3 trường hợp và nó là trường hợp thứ hai. Vậy về mặt đối với lý thuyết của T là ngoài kiểm điểm là bạn nắm cái thuật toán, đúng không? Nắm cái thuật toán và giải quyết được bài toán thống kê đi mà trong đó không có sử dụng phân bì đấy. Đó, nhiều em làm bài toán như thế này này nghĩa là em đã giải cái bài toán thống kê đi không sử dụng phân bì đấy. Ngày xưa là mình không có phân bì mà mình chỉ giải cái đấy học thống kê đi là học ngang gì. Là do những lúc tập quy trình này vậy. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình trong trường hợp hiện nay mình học là mình đang học bên đó. Cho nên là mình không dừng lại ở đây mà mình sẽ phải lại là gì? Giải quyết cái bài toán kia mà trong trường hợp có sự sử dụng bên bên. Có nghĩa là bài sẽ trong mình cái việc mà bạn suy luận mình nhiều hơn. Đúng không? Giống như khi này mình làm lại bài toán tương đương tham số vậy thôi. Mà sử dụng phần mềm. Tức là bài không có tính toán nữa. Chỉ có phần mềm nên là mình không quan tâm nhiều đến cái việc tính toán nữa. Mà mình đang quan tâm nhiều đến cái suy luận. Mà mình đang gọi là suy luận thống kê đấy. Tức là phải qua cái thông tin thống kê đấy. Mà để đưa ra cái kết luận, suy ra những cái kết luận mà nó có ý nghĩa. Nó có ý nghĩa. Nó hợp lý. Có ý nghĩa là hợp lý. Mình thống kê là cái điều của mình. Đến đây là sao sao lại là như vậy. Không phải phải dừng lại vài cái bài toán kiểu như thế này để đọc cái gì đó giống kiểu quy trình đấy, đặc biệt đối với sinh viên y hồi xưa học phổ thông là đó đi ba loại chữ người điện thì ba cái bài toán đi đặc biệt về thuật toán là tính toán có gì là khó đúng chưa? Nhưng mình ở đây mà cái của mình là mình sẽ sử dụng cái về thuật toán mà trong cái này là như nhà giải bài toán. Nhưng mà mình muốn chỉ dừng lại ở việc mà mình sử dụng cái test quan sample test 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 thì nào ra kết quả xít nhỏ nhỏ cái mấy năm thì kết luận là có khác biệt bất mình vẫn dừng lại đó mà mình phải phải dùng sâu hơn để ra cái toán toán như thế này thì bạn thể đưa ra những cái giải thích thích nó sâu sắc hơn nó chính xác hơn. Nên nếu như mà mình không hiểu sâu về nó thì đọc lại các cái toán toán trên bề bề có thể mình sử dụng bằng cách nhắc nhở dù mình nói là sử dụng quán sát sao thì các bạn là mình nhớ này là phải đi kiểm tra điều kiện của chuẩn nhưng mình hiểu hiểu sao là kiểm tra điều kiện của chuẩn thì có thể sau này lại ngay ngay giờ mình học thì mình nhớ nhưng mà sau này mình sẽ sử dụng bề bề mình trong sự hiểu sâu trong các cái đề tài bài từ năm sáu chẳng hạn có sau đại học học thì chắc chắn là sẽ quên đúng không và quên một loại mà còn sử dụng con không chính xác sẵn nên thử là cái điều học học kỹ đấy không chỉ là các cái thuật toán các cái chương trình toán mà cả chương trình cái mục tiêu chương trình là suy luận thống kê tức là mình phải suy luận lý giải giải thích về
Nhưng mà mình sử dụng giải giải thì em phải nghĩ để mình giải giải các cái này thôi. Giải giải thì xử lý xử lý xử lý trong những cái phụ 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 phụ. Nói lại đợi đợi thì là mình phải làm lại bài toán như thế này này. Rồi sau đó là chỉ qua cái buổi thực hành tháng 6 thì mấy bạn sẽ lại làm gì? Thực hành là liên quan đến những điểm giải thuyết. Thì ngoài cái việc là con sử dụng thủ tục của các bạn bài bài như vậy đấy đó, 5 bước đấy. Thì có thể yêu cầu 4.1 thứ tư thực hiện duy trì được cái quan điểm định dẫn dẫn trong việc bị đoạn đoạn trong trường hợp có sử dụng thủ tục, tức là có sử dụng cái bài quan sát tiếp theo trên đây để đưa ra cái luận luận kiểm định đã để giải giải xem cái luận là một điểm gì không một điểm, tức là nó cũng giống giống cái cách mà em giải thích cho cái bài toán của luận luận sáu số này không để giải giải từ từ thì dễ không một điểm họ bị nhạt. Thì như vậy là dẫn cái bài bài thành tiếp theo là gì? Yêu cầu cầu dẫn một một gạch đầu dòng dòng gạch đầu dòng dòng hai là dẫn cái yêu bài bài một gạch đầu dòng dòng gạch đầu dòng hai thôi, tức là lại nói là loan loan cái mềm các cái thủ tục tục mình thực hiện trên trên phần mềm cái việc việc cũng như là cái thuật toán thủ tục vật văn thiền trên cái là có những cái kết quả quả gì mình lưu ý để mình đưa ra được cái kết luận về nghiệp định định. Về chỗ bài bài bản giải ba thì mình đưa ra ra vấn đề về thức hóa hoặc còn bên đoạn bài bài bản giải bốn thì mình sẽ ra ra cái vấn đề nghiệp định định. Được chưa? Chưa. Rồi sau đó là gì? Nguyên bài ban cái yếu tố chấm một một c tức là gạch đầu dòng giải ba ra đó. Thì là mình rút lại cái định thiết kế quan quan về bài bài nghiệp định định. Không trong trường hợp sử dụng không sử dụng gạch gạch tụt kiểm định trên này em sẽ phải bài gạch đầu dòng của chúng tôi mỗi một cái đầu dòng ba thì em bài bài dùng hiện tại bài tới này phải không, tức là theo theo cái mỗi năm cũng sử dụng dùng đẹp đẹp thực hiện như theo theo cái mỗi ba ba rồi đó à không được là gì thực hiện suy luận được cái này ở trong trường hợp sử dụng mềm mềm này. Thì mục đích ở đây là bài bài là đi giải thích cái tình hình của cuộc điện luận là gì vậy thủ tục tục mình thấy thấy bài bài nó sẵn sàng tụi tẹt tẹt mình đi giải giải tương tự như bài bài sẵn sàng bài có nghĩa là em sẽ lấy là thực hiện quan sẵn sàng tụi tẹt tẹt là nào là cái toán của mình toán kiểm định lên đi trong trường trường nào nào có đi điện không không nhẹ nhẹ hết nó chỉ là cái toán đoán gì này toán đoán đó là điện 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 không không nhẹ nhẹ hết nó là điện điện không nhưng sử dụng đại đại này để thống kê để nhẹ nhẹ hết có ba ba cái toán đoán linh điện điện của bên bên thì trường hợp một hai trường hợp ba ba để làm sẽ là hệ quan sát sao tổ tết đó là trường hợp thứ bảy bảy và trường hợp đó đó có điện điện không không Ờ, như vậy vậy. Bất kỳ em lại giải giải được điều đó đâu có gì. Thì cứ từ từ người mỗi một số liệu mà nó thỏa hoàn được cái điều kiện đó đó có nghĩa là những kết luận luôn mà đưa ra ra từ từ cái bên đó đó cái điều thỏa hoàn được bên đó đó thì nó sẽ lại là được định. Còn nếu mình nói nó mà bạn biết biết không thể thể thì những cái thỏa hoàn đó là mà mà đã ra cái luận về kiểm định được nữa có nghĩa là nó được kiểm định nhá nhá nó tương tự từ cái bài bài thành số ba vậy tất cả những bài bài sẽ sau này vậy nhé thì có những bài bài sẽ sẽ yêu cầu bài bài làm thì yêu cầu không có sử dụng mềm mềm à nếu như không sử dụng mềm mềm là bài bài phải tập năm lớp cứ nghe bài bài cái đó nhưng mà có những bài bài cũng không yêu cầu đâu đó bài bài không yêu cầu đâu đấy như bài bài làm chẳng năm năm để có những bài bài không yêu cầu đâu thì sau này này đi học bậc và kiến thức bậc và để thiết kế ngôn ngữ thì trong lòng được luôn luôn có thể thấy bài bài là thấy hiện hiện cái bài bài toán bữa bữa có thể thấy là bài toán bữa bữa này là sao sao để lại lại thực hành hành mình có thể thấy em thì mình bậc và bài bài chưa chưa còn con đuổi với ta ta thành thành đánh giá về an an bài bài ra ra thành thành để bài bài còn bài bài liên quan quan rồi thứ
nhân viên dẫn đường thay vì họ sử dụng đúng 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 nha nha nam nai nai lâu lâu chấm chấm bột tứ tứ bản thân lâu lâu chấm chấm bột ba ba dạy giáo cái gì cái tuổi tuổi vân vân như thế này nhá 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 từ từ luôn luôn mấy mấy đi đặt đặt cô luôn dần dần em về bài bài thành thành số bốn bốn này vậy đi cái này là Bye.